quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Thời sự Thế giới được cập nhật liên tục trên kênh tin tức HTD News. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những điểm tin chính sau đây. Nga đăng video UAV tự sát tập kết tàu pháo Ukraine NATO nói đã đến lúc chào đón Phần Lan, Thụy Điển, Ông Putin ban hành lệnh giới nghiêm, kêu gọi người dân Kherson sơ tán. Ukraine tấn công mạnh vào Kherson, Nga muốn binh sĩ tự thủ. Hàng trăm lính Nga nổi loạn, ông Putin đối mặt với cuộc nổi dậy quân sự lớn. Và sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chi tiết. Nga đăng video UAV tự sát tập kết tàu pháo Ukraine Thưa quý vị, truyền thông Nga công bố video UAV tự sát tấn công tàu pháo Giyuza M và các xe phòng không radar cảnh giới của Ukraine. Video của tập kết của máy bay không người lái UAV Lancet vào tàu pháo lớp Giyuza M của Ukraine được hãng thông tấn Nga RIA Novosti công bố vào hôm 4 tháng 11, dường như diễn ra trên khu vực sông Dnepr ở miền trung Ukraine. Và trong video thì tàu pháo Ukraine bị UAV trên sát Nga theo dõi khi đang ở trạng thái đứng yên và xả nước từ mạng phải. Một UAV Lancet lao đến từ phía sau, đánh trúng vị trí bên trái buồng chỉ huy và cột radar của tàu pháo, tạo ra vụ nổ lớn. Truyền thông Nga cho biết chiếc UAV Lancet trong video là phiên bản nâng cấp đã được điều chỉnh về khí động học và mang được đầu nổ nặng 5kg so với 3kg trên phiên bản nguyên gốc. Tầm hoạt động của mẫu xét mới cũng được tăng đáng kể so với mức 40 km của phiên bản cũ. Các video khác được đăng cùng ngày cho thấy chiếc UAV tự sát Nga tập kích, phá hủy hai pháo tự hành M109 Paladin, một tổ hợp phòng không tầm ngắn Strela-10 và một đài radar cảnh giới st 68 om của Ukraine. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Nga bắt đầu dùng UAV tự sát tập kích mục tiêu Ukraine từ tháng 9. Một số chuyên gia phương Tây cho rằng điều này giúp cải thiện năng lực tấn công tầm xa chính xác, trong bối cảnh Moscow đang cạn kỳ các loại vũ khí dẫn đường thông thường. Dòng UAV Lancet ra mắt từ năm 2019, có khả năng hoạt động độc lập, không cần sự hỗ trợ từ các hệ thống điều khiển mặt đất hoặc mặt biển. Thiết kế module đun cho phép nhà sản xuất trang bị nhiều tổ hợp trinh sát cho Lancet, giúp nó tự phát hiện và nắm bắt mục tiêu. Sau khi phát hiện mục tiêu thì Lancet có thể lao tới để tiêu diệt bằng khối thuốc nổ mang theo trong thân. Cảm biến trên Lancet sẽ ghi lại quá trình lao tới mục tiêu và truyền hình ảnh trực tiếp về đài chỉ huy để đánh giá hiệu quả của đoàn tấn công tự sát. NATO nói đã đến lúc chào đón Phần Lan, Thụy Điển Thưa quý vị, Tổng thư ký Stoltenberg nói đã đến lúc mà NATO chào đón Phần Lan, Thụy Điển sau khi hai nước cam kết sẽ giải quyết lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi thừa nhận nỗi quan ngại của các ngài, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói trong các cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ở Istanbul vào ngày 3 tháng 11, đề cập đến cáo buộc của Ankara rằng hai quốc gia Bắc Âu đang chứa chấp các chiến binh người Kurd mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố. Ông Stoltenberg thêm rằng Phần Lan và Thụy Điển cũng quan ngại và mong muốn tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để đối phó với chủ nghĩa khủng bố đã đến lúc chào đón Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên đầy đủ của NATO. Ông nói, trong thời khắc khó khăn này, việc hoàn tất thủ tục gia nhập cho hai nước càng trở nên quan trọng, nhằm tránh hiểu lầm hoặc tính tán sai ở Moscow. Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO hồi tháng 5, sau khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine nhưng vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các thành viên lực lượng dân quân người Kurd đang tị nạn ở hai nước này. Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển hồi tháng 6 đã ký thỏa thuận, trong đó hai nước Bắc Âu cam kết giải quyết các đề nghị của Ankara về trục xuất và dẫn độ nghi phạm khủng bố và dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Ankara. Cả hai nước đều bày tỏ sẽ duy trì cam kết trong thỏa thuận, nhưng điều quan trọng là quá trình triển khai, ông Kavu Soklu nói. Theo đài TRT, họ đã có những bước đi tích cực, nhưng lúc này chúng tôi chưa thể nói rằng họ đã tuân thủ những cam kết đó. 28 trên 30 thành viên NATO đã đồng ý để hai nước Bắc Âu gia nhập, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary vẫn trì hoãn phê duyệt. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö vào ngày 2 tháng 11 nói có thể tin tưởng vào cái gật đầu của Hungary sau khi đàm phán với Thủ tướng Viktor Orbán. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto vào ngày 3 tháng 11 cho biết quốc hội nước này sẽ quyết định thời điểm thảo luận về việc chấp thuận Phần Lan và Thụy Điển vào NATO. Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson dự kiến đến Ankara vào tuần sau và trao đổi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom vào ngày 2 tháng 11 nói Stockholm vẫn đối thoại với Ankara và mọi thứ diễn ra khá tốt. Ông Putin ban hành lệnh giới nghiêm kêu gọi người dân Kherson sơ tán Hôm thứ sáu ngày 4 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai kêu gọi thường dân sơ tán khỏi những vùng nguy hiểm nhất thuộc Kherson ở miền nam Ukraine trước nguy cơ xảy ra một trận đánh lớn. Theo truyền thông nhà nước Nga TASS, tất nhiên người dân Kherson phải được sơ tán khỏi những khu vực nguy hiểm nhất vì dân thường không đáng phải hứng chịu bom đạn từ những cuộc tấn công, phản công và các hành động khác liên quan đến hoạt động quân sự. Tờ TASS dẫn lời người đứng đầu nhà nước Nga. Moscow đã bắt đầu di tản người dân khỏi các khu vực do Nga kiểm soát ở Kherson trên bờ Tây sông Dnepr, bao gồm cả vùng đệm dài 15 km ở bờ đông con sông. Đây là lần đầu tiên mà ông Putin đích thân xác nhận việc sơ tán. Nga cho biết, họ đã di tản dân đến nơi an toàn trước một cuộc tiến công của quân đội Ukraine. Kiev cáo buộc rằng các biện pháp di tản này bao gồm việc trục xuất dân thường là một tội ác chiến tranh. Nga phủ nhận cáo buộc này. Theo Reuters, Bình luận của Putin được đưa ra trong bối cảnh có dấu hiệu Nga đang chuẩn bị rời bỏ các thành trì quân sự ở bờ tây sông Dnepr, trong đó có cả thủ phủ khu vực Kherson. Theo Reuters, có khả năng đây là một trong những đợt trúc quân lớn nhất của Nga trong cuộc chiến kéo dài hơn 8 tháng. Ông Kirill Shemozov, phó lãnh đạo tỉnh Kherson mà Moscow bổ nhiệm vào hôm thứ Năm, ngày 3 tháng 11 cho biết Nga có khả năng sẽ rút quân khỏi bờ Tây. Trong một bình luận sau đó, thì ông nói rằng Moscow sẽ phải đưa ra một quyết định rất khó khăn. Vào ngày thứ Sáu, ngày 4 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Cuộc giao tranh ác liệt nhất trong tuần qua đã diễn ra xung quanh Bakhmut và Solada ở khu vực phía đông Donetsk, cách Kherson khoảng 500 km về phía đông bắc. Chúng tôi đang giữ các chốt của mình ở những khu vực này và một số vùng khác trong khu vực Donetsk. Ông nói trong một bài phát biểu qua video, cáo buộc Nga có hành vi ngông cuồng vì đã đưa hàng chục hoặc hàng trăm ngàn người nữa vào máy xay thịt. Ông Zelensky cho biết các binh sĩ Ukraine đã bắn hạ 8 máy bay không người lái của Iran và hai tên lửa của Nga trong ngày 4 tháng 11. Reuters không thể xác minh độc lập những con số này. Về lệnh giới nghiêm, thì thưa quý vị, các bức ảnh đã lan truyền trên Internet cho thấy tòa nhà chính phủ ở thành phố Kherson với lá cờ của Nga đã không còn tung bay trên đỉnh. Tuy nhiên, thì Kiev tỏ ra khá thận trọng, cho rằng đây có thể là đòn nghi binh của Nga để dụ quân đội Ukraine vào bẫy. Ông Shremosov cho biết thêm, thành phố đã áp đặt lệnh giới nghiêm trong vòng 24 giờ vào hôm 4 tháng 11, và ông nói thêm rằng động thái này là cần thiết để bảo vệ Kherson khỏi một cuộc tấn công có thể xảy ra của Ukraine. Những người lính Ukraine trong một đơn vị bộ binh cơ giới ở phía tây Kherson tin rằng cuối cùng các lực lượng Nga sẽ phải tháo chạy, nhưng trước mắt họ vẫn sẽ phải tiếp tục chiến đấu. Phó chỉ huy của khu vực ông Vitaly cho biết các biện pháp phòng thủ gần đây của Nga dường như nhằm bảo vệ một cuộc trúc quân hơn là giữ chân Kherson. Họ có rất nhiều xe tăng và quân đội, nhưng tôi không nghĩ rằng họ có chiến lược nghiêm túc trụ lại lâu hơn một hoặc hai tuần. Ông nói thêm, trong khi đó thì binh lính của ông đang tận dụng thời tiết ôn hòa bất thường để dọn dẹp nơi trú ẩn và củng cố vũ khí giữa những tràn pháo liên hồi. Ông Valery Slav, một binh lính 27 tuổi cho biết, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu, chúng tôi không còn nơi nào khác để đi. Đây là quê hương của chúng tôi, đây là đất của chúng tôi. Thủ phủ của khu vực bờ tây cửa sông Dnepr là thành phố lớn duy nhất mà Nga chiếm được nguyên vẹn kể từ khi xâm lược vào tháng 2. Tổng thất của nó đối với các lực lượng Nga sẽ là một trong những đòn gián nặng nề nhất của cuộc chiến. Thủ phủ của khu vực ở bờ tây cửa sông Dnieper là thành phố lớn duy nhất mà Nga chiếm được nguyên vẹn kể từ khi xâm lược vào tháng 2. Tổng thất tại khu vực này sẽ chỉ là một trong những đòn gián nặng nề nhất đối với Nga trong cuộc chiến. Ukraine tấn công mạnh vào Kherson, Nga muốn binh sĩ tự thủ Thưa quý vị, Ukraine đang tiếp tục tấn công vào các mục tiêu của Nga tại tỉnh Kherson, giữa lúc xuất hiện thông tin Moscow có thể đang rút lui khỏi một số khu vực trong tỉnh. Hãng TASS ngày 4 tháng 11 dẫn thông báo của lực lượng khẩn cấp thân Nga tại tỉnh Kherson miền nam Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống rocket pháo binh cơ động cao, gọi là HIMARS, tấn công các khu dân cư ở làng Chabarino, huyện Golo, Pristansky. Vụ tấn công xảy ra vào 7 giờ và chưa có thông tin về thiệt hại. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW của Mỹ trong báo cáo cập nhật cho biết, lực lượng Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công ngăn chặn tuyến liên lạc mặt đất và hậu cần của Nga tại tỉnh Kherson trong ngày 3 tháng 11. Trong khi đó, thì giới chức do Nga bổ nhiệm tại đây tiếp tục sơ tán cư dân, còn lực lượng Nga đang rút một số đơn vị khỏi khu vực Tây Bắc của tỉnh. Tuy nhiên, thì ISW nói chưa rõ lực lượng Nga có chiến đấu để bảo vệ thành phố Kherson thủ phủ của tỉnh nằm ở bờ tây sông Dnieper hay không. Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga vào ngày 3 tháng 11, Phó lãnh đạo chính quyền vùng Kherson do Nga bổ nhiệm Kiri Shemosov cho biết, nhiều khả năng thì các đơn vị và binh sĩ sẽ chuyển sang tả ngàn ở bờ đông. Một số bức ảnh được lan truyền trên mạng cho thấy lá cờ Nga không còn xuất hiện trên tòa nhà chính quyền tại thành phố Kherson. Chính quyền Kiev và giới phân tích quân sự phương Tây vẫn tỏ ra thận trọng, lo ngại đó có thể là một cái bẫy của Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3 tháng 11, tại ngũ giác đài, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đánh giá Ukraine có đủ năng lực giành lại thành phố Kherson. Hàng trăm lính Nga nổi loạn, ông Putin đối mặt với cuộc nổi dậy quân sự lớn. Quý vị thân mến, theo Newsweek đưa tin, hơn 100 lính Nga nhập ngũ đã tổ chức một cuộc nổi dậy, nói rằng họ đã không được chính phủ Nga trả lương kể từ khi được huy động. Những người đàn ông từ Chuvashia đã dàn dựng một cuộc đình công trong trung tâm huấn luyện ở Ulyanov, hãng tin tức độc lập Nga, Horizontal Russia đưa tin. Những người lính nói với hãng tin tức rằng họ được hứa hẹn nhận 195.000 rúp, tương đương với khoảng 3.170 đô la Mỹ, nhưng chưa bao giờ nhận được tiền. Vì vậy, họ đã ngừng chiến đấu. Một trong những người nổi bật nói rằng tất cả binh sĩ được huy động đã bị lừa dối và họ được gửi đến chiến tranh chỉ vì một xu. Theo bản dịch của một bài đăng trên Telegram vào ngày 2 tháng 11 do Horizontal Russia xuất bản, trước khi cảnh sát chống bạo động xuất hiện đã kết thúc buổi đình công, một binh sĩ khác được điều động cho biết rằng các quan chức Nga đã ngừng cho phép người thân của binh sĩ đến thăm và từ chối nghỉ phép gulu.net, một dự án nhân quyền tự xưng nhằm chống tham nhũng và tra tấn ở Nga, đăng trên Telegram rằng các binh sĩ đã đặt câu hỏi tại sao họ lại rời bỏ gia đình mà không nhận được sự hỗ trợ về tài chính. Các binh sĩ được huy động của Cộng hòa Chuvash đang hướng về mạng, bài đăng trên Telegram cho biết: "Chúng tôi đang mạo hiểm mạng sống của chính mình đi đến cái chết, nhất định vì sự an toàn và cuộc sống bình yên của bạn." Chúng tôi từ chối tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt và sẽ tìm kiếm công lý cho đến khi chúng tôi được chính phủ của chúng tôi do Tổng thống đứng đầu đã hứa trả số tiền đã hứa. Sau cuộc biểu tình, hãng tin Sota của Nga đã đưa tên rằng các lớp học bắn súng tại các trung tâm huấn luyện Ulyanov đã bị hủy bỏ và các phòng chứa vũ khí của trung tâm đã bị khóa. Đã xảy ra nhiều khiếu nại từ các binh sĩ Nga được điều động khác. Một đoạn video được đăng trực tuyến vào hôm thứ Tư cho thấy, các binh sĩ phàn nàn rằng gia đình của họ không được cấp 300.000 rúp, tương đương với khoảng 5.000 đô la Mỹ mà họ được hứa hẹn khi tham gia vào quân đội Nga. Những người lính Nga, quân đội được huy động đang yêu cầu khoản thanh toán đã hứa một lần là 300.000 rúp mà đại diện quân đội nói rằng họ chưa bao giờ thực sự hứa với họ. Dòng suýt đi kèm video có đoạn. Họ la hét rằng các đại biểu nên tự mình chiến đấu trong trường hợp này. Reuters cũng đưa tin Ngân sách năm 2023 của Nga không tính đến chi phí tài chính cho việc huy động khoảng 300.000 binh lính chiến đấu chống lại Ukraine. Ngoài chi phí sắp nhập bốn lãnh thổ Ukraine mà Nga hiện tuyên bố là của mình, quân đội Nga đang tiếp tục bí mật huy động binh sĩ tham gia chiến tranh ở Ukraine chỉ vài tuần sau khi khoảng 10.000 binh sĩ nhập ngũ được giới chức Nga cho về nước vì nhiều lý do. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để đưa ra bình luận. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv.com.gmail.com Một lần nữa thì đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Quý vị đừng quên nhấn vào chuông thông báo và nút theo dõi để có thể cập nhật những tin tức mới nhất từ tình hình chiến sự tại Ukraine. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo